Bây giờ cái game thứ hai trong chương trình Tonight của Việt Thảo thì hôm nay mình không có chơi những trò chơi, nhưng mà muốn để cho Hồng Nga nhắc lại những cái sự cố, những cái sự việc mà nó xảy ra trong suốt hơn 50 năm ca hát đó. Làm sao nhớ nổi, thấy chưa? Thì bây giờ trong vai những người mẹ hay là vai mụ, vai già hay đầu thương, đầu lẳng không cần biết, có những cái gì nhớ lại không? Hát mà nhớ lại, ngày hôm nay mình biểu diễn lại. Chỉ cần một đoạn ra để khi mà hát lên người ta nhớ nghe đó là Hồng Nga. Thì tôi là mẹ thì nó là biết bao nhiêu là mẹ. Cho nên là bây giờ cái mà ấn tượng nhất là, cái tuần Tô Ánh Nguyệt. Sau sau khi mà chúng tôi tập tuồng với nhau mà lần đầu tiên được quay video đó. Là ở đâu? Ở tại sân khấu đó luôn, rồi mà bán cho bên Pháp á. Dạ. Thì là cái tuồng đó nó như là vũ bão vậy đó. Nên là kể như hát là đông, hát là đông, hát là đông. Mà hát liên tục cả năm trời vẫn đông như thường. Wow. Là thành phần nghệ sĩ mạnh quá. Lúc đó chị trong giai nào? Mẹ. Thì cũng là mẹ. Mẹ với bà nội. Nhớ không? Nhớ đoạn nào không? Nhớ chứ. Trời ơi, tuồng đó là nó vô ruột rồi sao không nhớ được. Bây giờ có em đó, em đợn cho tôi cái bài trong Tô Ánh Nguyệt đó nha. Nguyệt ơi, nghe tiếng than của con lòng mà đây càng thêm chua xót. Trong anh quẩy ngưỡng cửa với 12 bên nước, đời con gái như cánh bèo lên đến suối ngược theo dòng. Ngồi khó cao quá thôi đi, ngồi khó cao đứng được